một chương trình quá các bạn ơi. Em chưa thấy một số nghệ sĩ nào mà như chương trình này, không những chơi mà còn tàn phá chương trình. Từ 6 quả bóng bây giờ chỉ còn 3 quả bóng mà thôi. Chị Ngọc gớt cái đầu xuống đất luôn, không đi luôn, con rổ luôn đội người ta nha. Ngán chấp định nha, ngán chấp định. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Còn gì nữa đâu. Ngọc ơi! Đây là trò chơi thứ hai của bảy nụ cười. Trò chơi đầu tiên, đội thứ lượt đã thắng. Có khả năng trò này cũng thắng nữa. Sao chưa chơi mà anh nói gỡ vậy? Gỡ anh gì đâu, gỡ thấy vậy? Lực lượng bên đây nó ngon lành quá. Bên kia tóc tay nó màu mè chắc thua. Bên kia chơi mà sợ xấu. Đúng vậy. Bên tôi chơi là mất mặt cũng được. Mất mặt cũng được, miễn thắng là được, miễn thắng là được. Như là chấp nhận chơi xấu đó. Đó. Bây giờ luật chơi như sau. Có hai đội chơi cùng lúc, mỗi đội cầm một quả bóng. Chà. Từ điểm đầu tiên vượt chướng ngại vật về điểm cuối cùng. Hai lần chơi, lần thứ nhất 2 phút, lần thứ hai cũng 2 phút. Sau hai lần chơi, đội nào mang về nhiều bóng hơn, đội đó chiến thắng. Hai đội chơi cùng một lúc. Đúng vậy, mời. Có nghĩa là gì? Ganh đua rồi, đẩy đối thủ rồi các kiểu đó. Ê, bậy hai anh, bậy hai anh. Bậy anh, hai anh. Sẵn sàng chưa? Mỗi lần một trái thôi. Hai trái trên kia chứ điểm rồi. Trái là... Hai anh bỏ lại một trái. Bỏ chưa? Bây giờ đứng bên đây, em cầm đi. Chán chưa? Hai phút, bắt đầu. Rút về. Kéo đi. Dạ.
Một số nghệ sĩ nào mà như chương trình này không những chơi mà còn tàn phá chương trình. Từ 6 quả bóng bây giờ chỉ còn 3 quả bóng mà thôi. Chị Ngọc gớt cái đầu xuống đất luôn, không đi luôn. Lượt đầu tiên chúng ta chờ xem. Trời ơi, chán quá à. Thiệt, cứ hai vô luôn đi anh Vinh ơi. Đội số Vinh chỉ có 3 quả thôi cho Vinh nha. Nha. Ê, cũng gớt, đừng có ăn gian. Gớt nó bỏ vô trước kìa. Đời ơi, trước thôi. Đời Tiến Lực được 4 quả luôn nha. 4 quả. Đâu, tại nãy mình lỡ một trận. Mọi nhưng biết đâu được. Ở lượt 2 sẽ chiến thắng thì sao, chúng ta chờ xem. Để tạo động lực cho các bạn, tôi vẫn cứ kéo như có gì đó. 2 phút bắt đầu. Đi đẻ, đi. Quên. Anh cho anh luôn. Đi đẻ. Đi. Đi ngân. Đi, đi ngân ơi. Đi ngân. Quên. Lập lập về, đi về, đi về. Đi về xong rồi. Anh 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 về, anh về. Anh về, anh về. Anh về, anh về. Đi về, đi về, đi về. Đi về đi. Không tính nha. Tại vì không tính. Anh lục ra rồi. Chui vô, chui vô. Chui vô. Nghệ sĩ đâu ăn gian thì ốm. Thì ốm. Anh khách anh lâu em. Dạ dạ ơi, không có chơi lấy anh trong trong rổ trong đội người ta nha. Ngán chết đi. Ngán chết đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu. Anh lột chui. Ngọc ơi, Ngọc ơi. Ôi à. Ơi, xem gọi đầu quý khách hoài gì không? Không có, anh khách tôi vô. Anh lột chui vô. Đi về đi vậy. Anh lột chui vô. Vậy học cho chui vô. Lột chui vô, chui vô, từ 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 từ. Chui vô, chui vô. Cái đầu đâu? Cái đầu đâu? Trời ơi, không thấy đường. Cái đầu. Đây con ơi. Mà nó chơi. Ôi trời.
khẩu thôi. Thưa quý vị, ai ngồi lên đầu tôi vậy? Sau cái này lưỡi dài hơn khúc à. Kính thưa quý vị, ủa sao tự nhiên cái cuối cái đầu tôi nó vô không vừa? Tôi không biết như thế nào, nhưng biết chắc chắn ngày hôm nay có hai người sau này sẽ học ngôn. Đó chính là Tiến Luật và Quy Khánh. Cái đừng gì là ngầu nó cứ đè cái đầu người ta ngồi hoài. Ngọc ơi, Ngọc ơi, em đè đầu anh Khánh anh lượm ngoài vậy. Vô an cho em. Em ăn đi anh tự chui vô rồi anh nắm cái chân nghe. Tối thui không thấy đường. Đứa nào lên gói một cái nhân ngay con mắt tôi. Còn hồi nãy em thấy nguyên một cái bàn tỏ đè lên đầu em. Đây là đồ của Tiến Luật, Lâm Vĩ Dạ và Quy Khánh nè. Ủa gì ít vậy? 6 trong rổ và đây một là 7 nè. Còn đây là của Trương Thế Vinh nè. Trời ơi, nhiều vậy. Ở bên kia ăn gian quá sáng. Không hề ăn gian luôn á. Chiếm đoạt banh của đội em. Đặt lắm lắm. Trong rổ là 6 nè. Và 2 là 8. 8. Yeah. Game này các bạn thắng tỷ số đến thời điểm này là 1 đều. Đều game trước mình thắng, giờ game ta thắng là 1 đều. Mệt quá. Không có giả là tôi bị chết ngợp luôn à. Có chưa anh lần tắt thở. Lần cuối em thấy anh Luật như một cái xác ướp ai cặp vậy đó. Quấn anh Luật không thở được luôn mà. Có Quy Khánh nãy nằm đây nè. Bác sĩ cho em coi cái quần ở trong của anh Vinh màu trắng đúng không? Anh Vinh, cái quần trong của anh Vinh màu trắng đúng không? Vậy là cái đít là nãy không. Thì ra đội mình thua là tại vì bên đó chơi thủ thuật nữ như Lan Ngọc là lôi hai anh vô, còn nam là lôi đầu em vô. Thưa quý vị, thưa quý vị, thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ là trò chơi tiếp theo.